Xin chào các bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay, chúng ta tìm hiểu tiết số 2, bài 40, tìm tỷ số phần trăm của hai số và bài tập môn toán lớp 5, tập 2, bộ sách kết nối. Rồi, bây giờ các em hãy mở sách của chúng mình ra trang số 16 nào. Ta đến với cái bài số 1 nhé. Bài số 1 tôi cho này. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Đấy, như vậy ở đây người ta có này, tỷ số phần trăm của 40 và 13 là bao nhiêu? Thì bạn robot mới gợi ý này. Thường chỉ lấy đến 4 chữ số ở phần thập phân. Đấy. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tìm này, 40 và 13 có nghĩa là gì? Có nghĩa là các em sẽ lấy 40, bước số 1 đúng không? Mình sẽ lấy 40 này, chia cho bao nhiêu? Chia cho 13. Tìm thương trước đúng không? Đúng chưa nhỉ? Như vậy 40 các em chia cho 13 thì chúng ta sẽ được là mấy? 3 phải, xem là bạn robot lấy đến mấy? Chỉ lấy đến 4 chữ số ở phần thập phân, tức là lấy đến 4 chữ số, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ lấy 3,0769, được chưa? Rồi, vậy thì cái này chuyển thành số thập phân, đang là gì? Số thập phân chuyển thành phần trăm thì chúng ta sẽ lấy thương này nhân cho bao nhiêu? Nhân cho 100. Được không? Được không nhỉ? Đấy thì chúng ta sẽ được là gì? Tỷ số phần trăm thôi. Vậy các em sẽ lấy là 3,0769. Các em nhân cho 100. Thì dịch chuyển dấu phải đi thôi. Chúng ta sẽ được là 307,69. Phần trăm. Ok chưa? Rồi, tương tự như vậy, tỷ số phần trăm của 6 và 10, 17. Đấy, thì các em cũng lại lấy là gì? 6. 6 hay 16 nhỉ? 16 chứ. Các em lấy 16 này. Các em chia cho mấy? Chia cho 7. Đúng không? Đúng chưa nhỉ? 16 chúng ta chia cho 7 thì sẽ được là 2,2, nhớ lấy 4 chữ số nha, 2,8,5,7. Ok chưa? Rồi, vậy thì 2,2857 chúng mình nhân cho 100 thì sẽ bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu nhỉ? 2 mấy? Dịch chuyển dấu phải đi thôi. 2,2857 này. Thầy ghi đây nhé. 2,2857 này. Đấy, như vậy thì mình sẽ ra tỷ số phần trăm ở đây. Bằng cách lấy số này nhân cho 100. Thì dấu phải chúng ta sẽ dịch chuyển 1 chữ số, 2 chữ số, 228,57. Ok. Rồi, tương tự. Tỷ số phần trăm của 121 với lại 18. Mình sẽ lấy 121 chia cho 18 thì chúng ta sẽ được là 6,7222. Các em nhân nó cho 100 thì chúng ta sẽ được là bao nhiêu? 672,22%. Ok. Xong nhá. Sang câu B nào. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Biết này, 71 chia 23 bằng này. Vậy thì tỷ số phần trăm của 71 và 23 là bao nhiêu? Thì các em chỉ cần lấy cái gì thôi các em? Ta chỉ cần lấy 3,0869 chúng mình nhân cho bao nhiêu?
nhân cho 100 thì sẽ dịch chuyển mấy chữ số nhỉ? Dịch chuyển mấy chữ số? 308,69. Thế thôi. Đúng chưa? Dịch chuyển hai chữ số sang bên tay phải. Như vậy ta sẽ tìm 308,69 phần trăm. Rồi các em tìm đáp số 308 đây. 308,69 đáp án C nhé. Được chưa? Rồi. Sang bài 2, người thì yêu cầu là gì? Tính. Như vậy đây là gì? Cộng phần trăm. 42,3 cộng cho 5,8. Ôn lại thôi đúng không? Đây là cộng hai số gì? Thập phân. Đúng không? Dấu phần trăm mình có cần đụng gì tới không? Không cần đụng gì tới. Đúng chưa? Đấy, như vậy các em nhẩm được ngay. 3 cộng với 5 này thì bằng mấy? Bằng 8 này. Được chưa nhỉ? 8 cộng 2 bằng 10 này. Viết không nhớ, nhớ 1. 4 thêm 1 là 5. Như vậy 5 chúng mình hạ 5. Vậy thì phần thập phân có mấy? Một chữ số thôi. Ta sẽ được là 50,8 phần trăm. Ok. Tương tự nào. Phép tính trừ 105. Các em trừ cho bao nhiêu? 65,5. Đúng không? Thì mình có trừ được không nhỉ? Cái này người ta đang ôn luyện lại trừ hai số thập phân cho mình. Đúng không nhỉ? Vậy thì cái phần thập phân ở đây của chúng ta sẽ là gì? Phải không nhá. Các em phải lấy đây là 105, phải không đó. Đúng không? Trừ cho 65, phải 5. Đấy, thì 10 trừ 5 thì bằng 5. Được chưa? Đây là gì? 5 trừ đi 5. Tức là gì? 5 các em trả 1 đây còn 4 này. 14 trừ đi 5 thì bằng 9 này. Được chưa? 10 trả 1 còn 9. 9 trừ 6 bằng mấy? 3. Như vậy ta sẽ được là 39,5%. Ok. Đấy, những cái này khá là đơn giản rồi, thầy sẽ không nhẩm nhiều nữa nhé. Ta có tiếp theo là 42,5. Các em nhân lên cho 7. Đó. Thì chúng ta sẽ được là bao nhiêu? 297,5%. Ok. Rồi. Tiếp tục mình lại có là bao nhiêu? 187,5%. Các em chia cho 10, 15 á. Chúng ta sẽ được là 12,5%. Ok. Xong nhá. Sang bài 3 nào. Viết cái số thích hợp vào chỗ chấm. Theo kế hoạch, trong cái thời gian quy định ấy, thì xưởng may phải may được là 1.000 bộ quần áo. Đến nửa thời gian đó thì xưởng may đã may được 560 bộ quần áo. Và đến hết thời gian quy định thì đã may được tất cả là 1.200 bộ quần áo. Ok chưa? 1.200 bộ. Câu A này. Đến hết nửa thời gian quy định, xưởng may đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch? Đấy, vậy thì chúng ta thấy này. Nửa thời gian. Nửa thời gian người ta may được bao nhiêu? 560. Thì các em sẽ lấy là gì? 560 này chia cho gì? Cái kế hoạch này. 560 chia cho 1. 1.000. Đúng chưa? Đấy, mình sẽ lấy bao nhiêu? 560 này các em chia cho 1.000. Xem được bao nhiêu. Được bao nhiêu thì chúng mình lại lấy cái kết quả đó nhân cho bao nhiêu? 100. Là sẽ tìm được tỷ số phần trăm. Đúng không?
Rồi, như vậy thì chia cho 1.000 đây sẽ là 0,56. 0,56 mà nhân 100 thì sẽ được 56 phần phần trăm. Dễ ơi thì dễ ơi, đúng không? Như vậy cái xưởng may này sẽ may được là 56%. Rồi, đến hết thời gian thì đã vượt là bao nhiêu? Hết thời gian ta may được 1.200. Như vậy các em lại lấy 1.200 này chia cho bao nhiêu? Chia cho 1.000. Ok, 1.200 các em chia cho bao nhiêu? 1.000. Đấy, xem nó bằng bao nhiêu nào. Được không? Rồi, như vậy chia cho 1.000 thì chúng ta sẽ được đây là 1 phải mấy? 1,2. 1,2 mình nhân cho 100. Được chưa? Thì chúng ta sẽ được 120 phần phần trăm. Đấy, như vậy ta làm vượt kế hoạch là 120 phần phần trăm nhé. Xong chưa nào? Rồi, sang bài 4 nào. Viết cái số thích hợp vào chỗ chấm. Biểu đồ dưới đây cho biết số TV bán được trong một tuần của một cái cửa hàng điện máy. Đấy, như vậy cái biểu đồ này, cái cột này là chiếc này, từ 0 cho đến 18 chiếc này, loại 75 inch này, 8 này, 50 inch này, 16 này, 45 inch là 12 này, 60 inch là 12 này. Rồi ta hỏi câu A đó là trung bình cửa hàng bán được mỗi loại là bao nhiêu chiếc TV? Đấy, trung bình. Được chưa? Trung bình mỗi một cái loại đây này, bán được mỗi loại là bao nhiêu chiếc TV? Câu B là tỷ số phần trăm của TV 75 inch bán được và tổng số TV bán được trong trong tuần. Như vậy chắc cái bài này thầy phải đưa nó sang bên cái phần giấy nháp để chúng mình cùng làm quá. Đúng không? Cho nó dễ đi. Ok, mình sẽ đưa cái bài này sang đây nhé. Để tí nữa chúng ta chỉ việc điền nó vào thôi. Đến đây đã đi. Ok. Đây, cái bài này chú ý này. Người ta hỏi ở đây cái câu A, trung bình bán được mỗi loại là bao nhiêu chiếc, đúng không? Vậy thì cái đầu tiên mình cần phải làm, cái đầu tiên các em cần phải làm ở đây, chúng ta cần phải xử lý ở đây là gì? À, đó là chúng ta phải tính trung bình, đúng không? Trung bình cộng đó các em. Trung bình này, cửa hàng bán được mỗi loại sẽ là đấy. Như vậy mình sẽ cộng hết từng cái loại ở đây, 75 inch là được 8 chiếc này, cộng cho 50 inch là 16 chiếc này, cộng cho 45 inch là 12 chiếc này, cộng tiếp cho 60 inch là bao nhiêu? 12. Ô, 12 cho thầy ghi 14. Ok. Như vậy đây là 1, 2, 3, 4 loại đúng không? Thì chúng ta sẽ chia đều cho 4. Vậy thì tổng số ở đây bằng bao nhiêu? 12. Đây là 24. 24 cộng 24 là 48. Tổng số là 48. 48 chia cho 4 thì có phải chúng ta sẽ được là 12 không? Đấy, như vậy đây ta sẽ điền bao nhiêu? 12 chiếc nhé. Ổn chưa? Đấy, câu A xử lý xong nhé. Vậy thì trung bình ở đây chúng ta sẽ bán được. Đấy, mình sẽ điền đây là bao nhiêu? 12 chiếc. Ok. Được chưa? Rồi, sang câu B nào. Tỷ số phần trăm của số TV 75 inch bán được và tổng số TV bán được trong tuần.
Đấy, như vậy thì cái câu B đây này. Câu B đây có phải là tổng số TV chúng mình bán được chính là cái 48 không? Đúng chưa? Đấy, các em phải biết được cái tổng số TV đây này bán được đây này trong tuần là bao nhiêu? Sẽ là 48 cái TV. Đúng không? Tức là mình cộng hết từng cái loại này vào. Rồi, vậy thì bây giờ mình có tính được tỷ số này không? Loại 75 inch là mấy đây? À, vậy thì tỷ số phần trăm nè. Được chưa? Thì chúng ta sẽ lấy bao nhiêu? 8 chia cho 4, 10, 18. Ok chưa? Rồi, 8 chia cho 48 sẽ là bao nhiêu các em? À, 0,1666. Tụi mình lấy đến 4 chữ số thôi. Vậy thì cái này nhân với 100 thì chúng ta sẽ được là bao nhiêu? 0 này. Chúng ta cứ ghi số 0 mình trước nhá. Rồi dịch chuyển hai chữ số 16,66. Như vậy thì chúng ta bỏ số 0 này đi. Thì mình sẽ là bao nhiêu? 16,60, 16%. Ok chưa? Đúng chưa? Rồi chúng mình sẽ điền đây là 16,66 phần trăm. Mười sáu phẩy sáu mươi sáu. Ok. Rồi tương tự như vậy thì người ta hỏi cái loại 60 inch. Đấy, 60 inch thì chúng ta thấy 60 inch là bao nhiêu? Bao nhiêu chiếc đây? 12. Thì các em chỉ cần lấy cái gì? 12 chia cho 48 thôi. Được chưa? 48 là tổng số nhá. Đừng em nào hỏi ở đâu ra con số 48 là phải bó tay luôn. 0,20 25 nhân cho 100 thì anh này sẽ được bao nhiêu? 25%. Ok. Rồi, TV 50 inch so với tổng số TV được bán trong tuần, 50 inch bao nhiêu đây? 16, thay mỗi số này vào thôi. 16 các em chia cho 40, 18 mình cũng được là 0,33333. Đấy, như vậy nhân nó với 100 thì chúng ta sẽ được bao nhiêu? 33,33. Ok. Rồi, tương tự nào, loại 45 inch. 45 inch thì giống như 60 inch này, chúng ta không cần phải tính nữa, lấy ngay cái loại 60 inch đấy, 25%. Được chưa? Đó. Ok. Rồi, như vậy thì mình đã hoàn thành được cái bài số 40. Và đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video này các em nhá.